Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Kế hoạch tinh vi của Israel khi Mỹ nhân tình trở thành bom hẹn giờ giữa lòng Hezbollah. Theo hãng tin Reuters, ngày 18 tháng 9 năm 2024, cuộc tấn công nhắm vào nhóm chiến binh Hezbollah tại Lebanon đã làm dấy lên sự chú ý từ giới truyền thông và cộng đồng quốc tế. Trong cuộc tấn công này, Israel được cho là đã sử dụng máy nhắn tin, một công nghệ tưởng chừng đã lỗi thời, như một phương tiện mang thuốc nổ nhắm vào mạng lưới liên lạc của Hezbollah. Sự kiện này không chỉ cho thấy Israel tiếp tục sử dụng các phương thức tinh vi để đối phó với kẻ thù, mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của đơn vị chiến tranh mạng 8.200 của lực lượng phòng vệ Israel, IDF. Chương trình này sẽ tổng hợp lại toàn cảnh thông tin về cuộc tấn công, từ việc Israel sẽ cài thuốc nổ vào 5.000 máy nhắn tin của Hezbollah, cho đến việc sự kiện này làm nổi bật vai trò của đơn vị 8.200 và các nhà máy nhắn tin vẫn được sử dụng trong các cuộc xung đột hiện đại. Bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Hezbollah, tổ chức vũ trang có trụ sở tại Lebanon, đã từ lâu là kẻ thù của Israel. Trong nhiều thập kỷ qua, hai bên đã có những cuộc đối đầu căng thẳng, từ các cuộc xung đột quân sự trực tiếp đến các hoạt động tình báo và chiến tranh mạng. Hezbollah là một lực lượng bán quân sự có ảnh hưởng lớn trong khu vực, nhận được sự hỗ trợ từ Iran và liên tục có các hoạt động chống lại Israel. Điều này đã khiến Israel phải liên tục phát triển các chiến lược mới nhằm làm suy yếu sức mạnh của nhóm chiến binh này. Trong bối cảnh đó, sự kiện ngày 18 tháng 9 không chỉ là một cuộc tấn công tình báo táo bạo mà còn mang theo thông điệp rõ ràng từ phía Israel. Nước này sẵn sàng sử dụng mọi phương thức, kể cả những công nghệ tưởng chừng đã lỗi thời để làm gián đoạn và gây tổn hại cho hệ thống liên lạc của đối thủ. Phương thức tấn công, máy nhắn tin như một phương tiện hủy diệt. Máy nhắn tin còn được biết đến với tên gọi Pager, từng là công cụ liên lạc phổ biến trong thập niên 1990. Tuy nhiên, với sự phát triển của điện thoại di động và công nghệ truyền thông hiện đại, máy nhắn tin dần trở nên lỗi thời và ít được sử dụng rộng rãi. Tuy vậy, trong một số lĩnh vực như y tế và dịch vụ cấp cứu, máy nhắn tin vẫn giữ được tầm quan trọng nhờ tính năng đơn giản và độ bền cao. Tuy nhiên, trong cuộc tấn công này, Israel đã tận dụng lợi thế của máy nhắn tin theo một cách hoàn toàn mới. Theo nguồn tin an ninh từ Lebanon, cơ quan tình báo Mossad của Israel đã cài thuốc nổ vào 5.000 máy nhắn tin mà Hezbollah đặt hàng để sử dụng trong hoạt động của mình. Khi các thành viên Hezbollah kích hoạt những chiếc máy này, các thiết bị phát nổ đồng loạt trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và làm bị thương gần 3.000 người khác. Việc sử dụng máy nhắn tin như một phương tiện hủy diệt là một minh chứng rõ ràng cho thấy khả năng sáng tạo và tính toán kỹ lưỡng của Israel trong việc thực hiện các cuộc tấn công. Thay vì sử dụng các phương tiện tấn công truyền thống như bom hoặc tên lửa, Israel đã chọn một phương pháp bất ngờ và tinh vi hơn, khiến Hezbollah không kịp phản ứng. Đơn vị chiến tranh mạng 8.200 của Israel, người đứng sau kế hoạch. Đơn vị 8.200 của Israel là một trong những đơn vị tình báo mạng nổi tiếng và bí ẩn nhất trên thế giới, được ví như Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ của Israel. Đơn vị này chịu trách nhiệm về các hoạt động thu thập thông tin tình báo, chiến tranh mạng và các cuộc tấn công công nghệ cao. Trong sự kiện ngày 18 tháng 9, đơn vị 8.200 được cho là có liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công bằng máy nhắn tin của Israel. Một nguồn tin an ninh phương Tây cho biết, đơn vị 8.200 đã tham gia vào giai đoạn phát triển của chiến dịch chống lại Hezbollah kéo dài hơn một năm nay. Đơn vị này đã thử nghiệm và phát triển cách đưa chất nổ vào trong các máy nhắn tin ngay từ quá trình sản xuất. Điều này cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của kế hoạch, cũng như khả năng kết hợp giữa công nghệ và chiến tranh mạng của Israel. Mặc dù các quan chức Israel vẫn giữ im lặng về sự liên quan của mình, đơn vị 8.200 được cho là một phần quan trọng trong chiến lược của Israel để đối phó với Hezbollah. Trước đây, đơn vị này đã được cho là liên quan đến các cuộc tấn công nổi tiếng khác như Sputnik, cuộc tấn công mạng làm vô hiệu hóa các máy ly tâm hạt nhân của Iran. Khả năng của 8.200 trong việc thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn và tinh vi đã giúp Israel có lợi thế trong cuộc chiến tranh hiện đại. Phản ứng của Hezbollah và hậu quả của cuộc tấn công. Cuộc tấn công vào mạng lưới liên lạc của Hezbollah không chỉ gây ra thương vong lớn mà còn khiến tổ chức này mất đi một phần quan trọng trong khả năng tổ chức và điều hành. Máy nhắn tin
vốn là một công cụ liên lạc không dễ bị theo dõi nhờ việc không sử dụng GPS, đã trở thành một điểm yếu bất ngờ đối với Hezbollah. Tuy nhiên, phản ứng từ Hezbollah có thể không chỉ dừng lại ở việc chịu tổn thất. Các chuyên gia an ninh cho rằng cuộc tấn công này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, thậm chí có thể kéo theo những xung đột quân sự lớn hơn trong tương lai. Một số nhà phân tích nhận định rằng, với việc Hezbollah chịu thiệt hại lớn về nhân sự và cơ sở hạ tầng, tổ chức này sẽ có thể tìm cách trả đũa bằng những cuộc tấn công lớn hơn nhắm vào Israel hoặc các mục tiêu đồng minh của Israel trong khu vực. Hơn nữa, cuộc tấn công này có thể làm gia tăng mối lo ngại về khả năng lan rộng của cuộc xung đột tại Lebanon, nơi mà tình hình chính trị và an ninh vốn đã phức tạp và căng thẳng. Hezbollah là một lực lượng chính trị và quân sự mạnh mẽ tại Lebanon, và bất kỳ hành động trả đũa nào của tổ chức này đều có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện với Israel. Tương lai của chiến tranh công nghệ và vai trò của máy nhắn tin. Cuộc tấn công bằng máy nhắn tin vào Hezbollah không chỉ là một ví dụ về sự tinh vi trong chiến tranh hiện đại, mà còn cho thấy một khía cạnh đặc biệt của cuộc xung đột hiện đại. Việc sử dụng các công nghệ tưởng chừng đã lỗi thời để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ, trong khi các công nghệ hiện đại như điện thoại di động và các hệ thống liên lạc kỹ thuật số đã trở nên phổ biến, máy nhắn tin vẫn giữ được một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực đặc thù như y tế và an ninh. Theo một báo cáo của Cognitive Market Research, mặc dù thị trường máy nhắn tin toàn cầu nhỏ bé so với thị trường điện thoại di động, nhu cầu về máy nhắn tin trong các ngành như y tế vẫn đang tăng trưởng, đặc biệt là tại Bắc Mỹ và châu Âu, nơi máy nhắn tin vẫn được sử dụng trong các hệ thống cấp cứu và chăm sóc sức khỏe. Cuộc tấn công vào Hezbollah cho thấy rằng, trong bối cảnh chiến tranh và an ninh, các công nghệ cũ vẫn có thể được tận dụng và biến thành vũ khí hữu hiệu. Tuy nhiên, cuộc tấn công này cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của các phương thức liên lạc trong các cuộc xung đột hiện đại. Khi các hệ thống liên lạc hiện đại như GPS, điện thoại di động và các công nghệ mã hóa tiếp tục phát triển, các quốc gia và tổ chức sẽ phải tìm cách đối phó với những mối đe dọa mới từ không gian mạng và các cuộc tấn công công nghệ cao. Điều này đòi hỏi sự phát triển liên tục của các chiến lược an ninh mạng, cũng như khả năng ứng phó với các cuộc tấn công bất ngờ từ những phương thức tưởng chừng như đã lỗi thời. Có thể nói, cuộc tấn công bằng máy nhắn tin của Israel vào Hezbollah không chỉ là một sự kiện quan trọng trong cuộc xung đột giữa hai bên, mà còn là một minh chứng cho thấy tầm quan trọng của chiến tranh mạng và công nghệ trong các cuộc xung đột hiện đại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!